5 tỷ phú Việt Nam không bằng đại học. Đại học có phải là con đường duy nhất để thành công? Đây là câu hỏi, là trăn trở của khá nhiều bạn trẻ hiện nay. Để trả lời câu hỏi này, chúng ta hãy cùng xem qua những doanh nhân thành đạt ở Việt Nam, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, họ đã không tốt nghiệp đại học. Họ đã chứng minh với cộng đồng kinh doanh rằng bằng cấp không phải là tất cả. Bằng sự nỗ lực, tài trí và những điều học được trong trường đời, họ đã trở thành những tỷ phú Việt thành công và nắm giữ khối tài sản khổng lồ. 1. Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai. Ông Đoàn Nguyên Đức có biệt danh là Bầu Đức, sinh năm 1962 tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Ông là người Việt nổi tiếng như là một ông bầu trong làng bóng đá và là một doanh nhân thành đạt và thương hiệu nổi tiếng Hoàng Anh Gia Lai. Năm 2011, ông được Wall Street Journal đánh giá là một trong 30 doanh nhân quyền lực nhất Đông Nam Á. Thở nhỏ, Đoàn Nguyên Đức ngày ngày dắt trâu ra đồng và nuôi ước mơ một ngày nào đó sẽ được cưỡi và tạo cho mình một chiếc máy bay riêng. Ước mơ ấy là động lực giúp cậu bé trăn trâu ngày nào trở thành chủ tịch tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai và tạo cho mình một chiếc máy bay riêng trị giá 7,5 triệu đô vào năm 2008. Bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh với một phân xưởng nhỏ, chuyên đóng bàn ghế cho học sinh. Về sau, ông một mình xây dựng cơ nghiệp với các sản phẩm đa dạng từ cao su, thủy điện, khoáng sản đến địa ốc và bóng đá. Rất nhiều người ngưỡng mộ ý chí hơn người và ý tưởng kinh doanh táo bạo của ông, dù chỉ tốt nghiệp phổ thông và không học đại học. Ông đứng thứ tư trên sàn chứng khoán với tài sản 3.616 tỷ đồng. 2. Ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen. Lê Phước Vũ sinh ngày 28 tháng 5 năm 1963 tại Quy Nhơn, Bình Định. Ông khởi nghiệp từ năm 1994 bằng một cơ sở bán lẻ ton. Năm 2001, sau 7 năm làm ăn, ông tích lũy vốn và thành lập công ty cổ phần Hoa Sen. Từ cơ sở bán lẻ ton nhỏ, ông đã tạo nên thương hiệu ton hoa sen bền vững đến hôm nay. Câu nói nổi tiếng của ông trong kinh doanh là giàu nhưng phải chân chính, tài giỏi nhưng phải trung thực và thành công phải chia sẻ với cộng đồng. Ông Lê Phước Vũ là một người có niềm tin Phật giáo, dựa vào tinh thần đạo Phật để làm kinh doanh. Ông tham gia nhiều công tác từ thiện, đặc biệt tháng 5 năm 2013, ông đã chi ra hơn 36 tỷ đồng để mời Nick Vujicic sang Việt Nam. Mặc dù chỉ tốt nghiệp trung học phổ thông, nhưng thành công mà ông đạt được khiến nhiều người ngưỡng mộ và nể phục. Ông đứng thứ 11 trên sàn chứng khoán với tài sản 1.383 tỷ đồng. 3. Ông Dương Ngọc Minh, Chủ tịch Thủy sản Hùng Vương. Ông Dương Ngọc Minh sinh ngày 22 tháng 10 năm 1956 tại thành phố Hồ Chí Minh, được dân trong nghề gọi với cái tên chiều mến là vua xuất khẩu cá tra và cũng là tỷ phú Việt không học đại học. Ông từng có tên trong danh sách 10 người giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam và là doanh nhân Sài Gòn tiêu biểu nhiều năm liền. Ông Minh chỉ tốt nghiệp trung học phổ thông và có trình độ chuyên môn là nuôi trồng thủy sản. Theo ông Dương Ngọc Minh, sự thành công của Hùng Vương đến hôm nay là nhờ đã chọn đúng điểm rơi và thái độ biết đón, dám thay đổi. Niềm đam mê với cá giúp ông đưa hình ảnh cá tra Việt Nam ra thị trường quốc tế. Ngoài thành tích làm ăn, ông cũng nổi tiếng trong các hoạt động từ thiện. Ông đứng thứ 18 trên sàn chứng khoán với tài sản 949 tỷ đồng. 4. Bà Nguyễn Thị Như Loan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai. Bà Nguyễn Thị Như Loan sinh ngày 10 tháng 10 năm 1960 tại Phú Yên. Bà lọt top 15 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam năm 2012, nắm trong tay hàng loạt bất động sản lớn. Bà Loan từng khởi nghiệp bằng các công việc khác nhau như chế biến xuất khẩu gỗ, kinh doanh phân bón. Thời đó, cùng với ông Đoàn Nguyên Đức, bà Loan là một trong hai chủ buôn gỗ lớn nhất ở tỉnh Gia Lai. Khi rẽ sang thị trường bất động sản, bà Loan phất lên trông thấy. Dù chỉ tốt nghiệp trung học phổ thông, nhưng trong làm ăn kinh doanh, bà Loan bộc lộ tố chất mạnh mẽ và quyết đoán. Bà nằm trong top 100 nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2013 và là nữ đại gia bất động sản có tiếng ở trong nước. Con trai bà là Nguyễn Quốc Cường, nổi tiếng với sở thích chơi siêu xe hạng sang. Bà đứng thứ 28 trên sàn chứng khoán với tài sản 519 tỷ đồng. 5. Bà Chu Thị Bình, Phó Chủ tịch kiêm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Minh Phú. Bà Chu Thị Bình sinh năm 1964 tại Thái Bình, năm 18 tuổi sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Bà không thi đại học mà cùng cậu vào Nam lập nghiệp. Bà từng lấy bằng trung cấp chuyên nghiệp, trải qua nhiều năm tháng gian khó, bắt đầu từ công việc của một công nhân thu mua tôm. Bà cùng chồng xây dựng công ty Minh Phú như ngày hôm nay. Bà từng được đánh giá là một trong những người phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Năm 2012, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 12,27 tỷ đồng. Hiện bà đang sống ở Cà Mau và xem nơi đây là quê hương thứ hai của mình. Các bạn vừa xem xong video 5 tỷ phú Việt Nam không bằng đại học. Xã hội mà chúng ta đang sống rất coi trọng bằng cấp, vì vậy đã buộc chúng ta phải cứ đôi chen nhau vào đại học. Thừa nhận đó là một tấm vé giúp chúng ta dễ dàng được chấp nhận khi bước chân vào xã hội, dễ dàng có công ăn việc làm và thành công hơn. Dù có nhiều người thành công khác, nhưng với những tấm gương trên đã chứng minh một sự thật rằng dù bạn có bằng đại học hay không, thì sự thành công của bạn nằm ở chính đôi tay, khối óc, sự học hỏi và việc không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân mình.
Cảm ơn các bạn đã xem kênh và đừng quên đăng ký để theo dõi những video mới nhất trên kênh của chúng tôi.